hôm nay mình sẽ làm hai thành tựu thành tựu thứ nhất đó chính là ninja rùa và thành tựu thứ hai đó chính là nắm khổng lồ các bạn nhưng mà mình lại không thể để cho các bạn xem một video nhàm chán như vậy được hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về bốn anh em ninja rùa chiến đấu với lại thế lực nắm khổng lồ các bạn ok bây giờ mình đã tạo ra một cái thế giới chống không như vậy rồi chúng ta sẽ xây dựng thế giới ui hết hồn hết hồn hết hồn mưa các bạn rồi bây giờ mình sẽ xây dựng một cái thế giới như thế này nha. Đó, mình sẽ cho đất. Mình sẽ cho đất xuống các bạn. Đó. Rồi. Còn về cái điều kiện mà mà để làm được những cái thành tựu á thì mình sẽ nói trong lúc làm luôn nha. Rồi, bên này thì mình cũng tạo ra một hòn đảo như vậy. Mình sẽ tạo ra hai hòn đảo nhỏ. Cũng xa xa ra, cách xa xa ra các bạn. Đó. Hòn đảo này hơi lớn lớn chút đi hòn đảo này là để chứa vật liệu hòn đảo này là hòn đảo để để canin các bạn rồi bây giờ chúng ta có mình để mình mở cái sách luật lên đi không cho tụi nó đẻ không cho sinh vật đẻ nè không cho xói mòn cái này cái này các bạn mở cũng được các bạn không mở cũng được nha các bạn nói chung là cái quy luật thế giới này ở trong cái phần làm thành tựu này các bạn không điều chỉnh cũng được nó không ảnh hưởng gì đâu nhưng mà mình không không muốn cho tụi nó đẻ các bạn vậy thôi đơn giản là vậy thôi và bây giờ á mình sẽ spawn cái môi trường nấm xuống nha cái môi trường nấm xuống đây để đẹp thôi các bạn để kiểu như là nó phù hợp hơn với cái với cái chuyện mà mình sắp kể thôi rồi bên này thì chúng ta sẽ xây một cái tường thành nãy giờ là mình chưa có vô trong cái cái làm về thành tựu nha các bạn mình chưa có đụng tới về làm thành tựu đâu mình chỉ xây dựng thế giới thôi rồi nó hơi đẹp đẹp rồi đó các bạn bây giờ chúng ta sẽ xây cho nó một cái thành ở đây đi đó thôi không còn lớn lắm đâu ok cái thành như thế này 16 ha thôi kệ bà đi không sao đâu các bạn xấu đẹp thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi bây giờ để thuận tiện hơn thì mình sẽ mở cái đi bắt tool của mình ra đi bắt tool thần thánh các bạn rồi chủ yếu là mình chỉ để cho nó spawn nhanh thôi các bạn rồi mình khoan mình khoan chỉnh nha bây giờ thì mình sẽ có bốn chú rùa các bạn một con cũng được rồi cái điều kiện để cho các bạn làm được cái thành tựu ninja rùa đó là con rùa của các bạn á, nó phải lên cấp 10 ở đây nè các bạn con rùa của các bạn phải lên cấp 10 cho mình thì làm cách nào để cho nó lên cấp 10 các bạn thì để cho nó đánh thôi các bạn cho nó đánh quái chủ yếu ở đây là dơm nha các bạn mình có thể tạo cho nó đánh xương cho nó đánh xương cũng được nhưng mà bị một cái á, là xương nó sẽ có tỷ lệ ra những con xương đánh xa những tỷ lệ cho ra những con xương mà nó đánh xa thì nó sẽ đẩy con rùa của mình ra cho con dù con rùa nó mạnh tới cỡ nào đi nữa thì nó vẫn sẽ đẩy con rùa của mình ra cho nên là con rùa của mình không đánh được nó không tiếp cận được nó thì làm sao mà giết được nó lên cấp đúng không? Tật bực bực tức thiệt chứ tắt cơn bão đi không cho sói mòn luôn nó cứ bon ra mấy cái mây gió này thì lâu lâu xét đánh mình hết hồn các bạn thì hey, bốn um, chú rùa của mình đã có rồi và mình sẽ cho nó là sư phụ chuột nha các bạn các bạn nào xem ninja rùa các bạn biết là nó có một thằng sư phụ là một con chuột rồi bây giờ mình sẽ búp cho nó những cái thuộc tính thuộc tính đặc biệt ờ uh, rồi bình thường thì những cái thuộc tính tốt thì mình đã chọn ở đây hết rồi các bạn ở đây thì mình đã có tất cả các thuộc tính tốt ở đây hết rồi uh, cho nó hồi phục luôn nè mình sẽ lựa cho nó những cái thuộc tính tốt nhất nha các bạn rồi chúng ta có ok quyến rũ hả chứ rồi coi như là hầu hết những cái thuộc tính tốt những thuộc tính hay là mình đã chọn hết rồi các bạn rồi bây giờ mình sẽ ban cho tụi nó hơi gọng gọng ở đi ok sẽ ban cho tụi nó những thuộc tính đó rồi bây giờ nó đã có những cái thuộc tính đó rồi nè cái con cái con chuột sư phụ này á thì mình sẽ cho nó thêm khôn ngoan các bạn nó là nó là sư phụ mà các bạn nó phải khôn hơn cái đám này chứ đúng không rồi bây giờ mình sẽ tăng sức mạnh cho nó bằng nấm đó nó to ra chưa kìa khủng khiếp chưa rồi thấy yếu yếu máu rồi đó các bạn rồi rồi bây giờ á đáng lẽ ra là mình sẽ cho bốn con này lên cấp 10 nhưng mà nó rất là lâu các bạn chủ yếu hôm nay mình sẽ làm thành tựu cho nên mình bắt con thôi nha rồi bắt con cho qua đây bên này thì mình sẽ thả dơm xuống các bạn à uh, Rồi. Mình thả từ từ thôi, mình không cần phải thả nhanh đâu các bạn. Rồi, còn trên này, trên này nó sản sinh ra những cái sinh vật cho ta. Thì uh, nấm á các bạn, những cái con những cái con đầu nấm á. Hôm nay mình làm thành tựu nấm khổng lồ mà thì những những cái con đầu nấm á thì tụi nó sẽ không có trong cái bảng này để cho các bạn spawn ra đâu nha. Nó sẽ được ký sinh trên sinh vật và khi sinh vật nó chết thì cái con nấm nó mới xuất hiện bây giờ chúng ta sẽ đặt uh, những cái con vật gì đó đi mình sẽ fast bon nó ok và mình sẽ đặt nó uh, cù kéo vậy nè đó, mình muốn có hoặc là nhiều nấm đó là có thật nhiều nấm ở đây rồi lát chưa ừ hồi chỗ này nấm nhiều lắm á chúng ta có rất là nhiều cù rồi một hồi là nắm rồi bây giờ chúng ta sẽ spawn xuống uh, nấm, bào tử nắm nha rồi mình sẽ spawn trực tiếp lên đây một hồi là tụi nó đánh nhau là nó lòi ra nắm hết thôi okay. chưa có con nào chết đó các bạn nó chết là tụi nó sẽ biến thành nắm á và nó sẽ chết nó sẽ phát tán những cái bào tử nắm xung quanh đứa nào hít phải là xong luôn á rồi ở bên này mình sẽ cho những cái thuộc tính xấu thì các bạn chỉ cần nếu mà là zombie á, zombie thì các bạn chỉ cần nguyên rổ nè tí này nè hai cái thuộc tính này mà vô trong vô trong một cái con á thì máu của nó của, tụi nó sẽ về một các bạn rồi bây giờ mình sẽ đó đây đây máu của tụi nó sẽ về một và đam rất là rất là yếu các bạn rồi bây giờ chúng ta sẽ búp cho nó khiên và mình sẽ gấp từng con từng con một lôi qua cho nó đánh trước các bạn đó, nó đụng cái lại chết liền à cháu này bị chậm mà đó rồi sau khi nó đánh mấy mấy con rồi mình mình coi coi cấp nó có lên không các bạn đó kinh nghiệm lên rồi các bạn đây kinh nghiệm lên và chúng ta tiếp tục làm như vậy khi mà nó hết máu á thì các bạn bơm máu khi nó hết siêu á thì các bạn bóp siêu vô cho nó đừng để nó chết nha đó này thằng này là mình phải nâng niu cho nó và mình sẽ cày từ từ lên tới cấp 10 đó bây giờ mình sẽ đem qua ba thằng cho nó đánh luôn đó, đó. đó. đánh từ từ tí nữa là nó sẽ sẽ lên cấp 10 thôi mình cứ như vậy các bạn ui ui nó hơi uh, kỳ thấy không chết bà mình búp, búp siêu cho nó luôn rồi đánh đi các bạn đó là vậy là nó lên cấp 2 rồi các bạn là mình đánh cho nó thêm một hồi thằng này sắp lên cấp 3 luôn rồi đánh đánh với cấp 3 chưa ta các con này đủ cấp 3 đó nó nó lên cấp 3 rồi. đúng rồi nó lên cấp 3 rồi các bạn và các bạn cứ làm như vậy cho mình mình sẽ skip qua đoạn này nha Ok các bạn, sau một hồi dần dai với cái đám zombie này Cái con rùa của mình đã, đã, lên tầm cấp gần cấp 10 các bạn Nó đang ở cấp 9 Và còn khoảng chắc cũng sơ sơ nữa là được đó các bạn Rồi bây giờ mình lên đây mình coi coi có con nấm nào chưa Mình chưa thấy con nấm nào hết nha Mình đã cho nó lây nhiễm rồi nhưng mà mình chưa thấy nấm spawn ra ở đây Rồi bây giờ mình sẽ cho nó chết bớt các bạn Ok mình sẽ cho nó chết Đó các bạn thấy những cái con nấm nhỏ nhỏ đây đây những con đồng nấm nhỏ nhỏ đây mình tá cù xuống để làm màu để làm màu cho nó các bạn cho cho tụi nó ký sinh nấm thôi chứ không có đó ok bây giờ chúng ta có một cái lượng nấm rất là to rồi các bạn lượng nấm rất là nhiều rồi đó bây giờ mình sẽ bắt đại một con ở ngoài rìa đi bắt đại một con rồi quăng cho nó vô đây đây là cái mà các bạn có thể unlock được cái này thành tụ nấm không lồ các bạn các bạn thấy cái cái nấm này không từ 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 chấm chấm đây các bạn vô vô chấm chấm sức mạnh khác nhau nè các bạn thấy cái nấm này không cái nấm này sẽ là chìa khóa để mình mở khóa cái achievement nấm không lồ các bạn đây bây giờ chúng ta sẽ biến vô ok bây giờ chúng ta đã mở khóa được thành tựu nắm khổng lồ rồi, các bạn đó nhưng mà mình muốn cái con này là một cái con đặc biệt các bạn rồi cái con này là cái con đặc biệt thì nó phải đặc biệt nó phải to các bạn ạ à. rồi ơi, con giáp này cái này là làm sao có đám ninja rùa làm ăn gì được rồi mình đã mở khóa được cái thành tựu nắm khổng lồ nha các bạn và bây giờ mình sẽ cho con rùa này lên cấp luôn, rồi mình sẽ buff siêu cho nó các bạn nhớ phải buff siêu cho rùa nha, không thôi là tụi nó sẽ bị đánh lùi á, mười cấp mười, mười, ok sắp rồi các bạn, sắp rồi sắp rồi ừ, uhm, mình đang lo không biết bốn con ninja rùa này làm sao mà qua bển cân được cái đám kia nữa, đó ok bây giờ con rùa của mình lên nó lên được cấp mười các bạn. Đây, và mình đã mở khóa được thành tựu Ninja Rồ rồi nha. Rồi bây giờ bốn con rồ của mình. Mình spawn dư zombie rồi. À. Ừ, nhiệm vụ của mình là phải tiêu diệt thằng này. Nhưng mà làm sao? Sao đây, làm sao đây? Rồi bắt con rồ về. Tí nữa chắc rủ sư phụ đi đánh lộn luôn quá. Rồi bây giờ gom gom lại các bạn. Gom lại. Ok, mình sẽ truyền truyền cho nó những cái sức mạnh đặc biệt favorite leader thì ta ăn khỏi đám này qua chắc cân được cái đám kia mà con lành con lành và mình sẽ cho mưa các bạn ui ui ok ở đây đang có bốn con rùa nha các bạn ở đây đang có bốn con rùa mình sẽ búp siêu 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 Cấp siêu cho nó và hồi máu cho tụi nó các bạn Ok Ok Nghe à, coi, coi nắm này các bạn Mình sẽ lôi tụi nó qua cho tụi nó đánh với mấy con nắm Đánh nó à, to quá các bạn rồi không thấy đường luôn á Mình Không, không thấy đường luôn Ừ. Đó nè, Ninja Rồ nữa các bạn bốn con rùa với lại chuột uh, đang làm thịt Làm thịt cái đám nấm này Tí nữa mình sẽ uh, kiếm chuyện với thằng này các bạn Rồi Thôi sư phụ chuột này chắc trọng thương rồi Thôi đi, cho, cho, cho sư phụ chuột về đi Để cho men uh, Để cho men người ta làm việc nè Rồi bây giờ mình sẽ giải phóng nó Cho bốn con rùa này quýnh lộn với con này để coi coi mấy mình cái bóng rồi là thắng chắc rồi tập này chủ yếu là để mình làm thành tựu thôi thôi mình sẽ cho mày hành động Tụi bay Bắt bát đi chứ thằng này có nên cho nó điên loạn luôn ta chắc mình cho nó điên loạn luôn đi bóp cho nó miếng máu các bạn nó má công nó kêu mình là không công bằng rồi Đi đánh nữa hả đi đánh đi các bạn Mày đánh nhau đi Bùa lên đây đánh ôi 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 bốn rồ đang mần thịt cái nấm á các bạn ai sẽ là chiến thắng ai sẽ là cái chiến thắng đây ok Vậy là bốn con rùa nó thắng các bạn Máu me như dày mà Sư phụ luyện cho ghê quá mà sư phụ các bạn coi sư phụ cũng đâu có thua gì đâu nè Trời ơi Tinh khủng Rồi Coi như là hôm nay mình đã hoàn thành hai cái thành tựu Thứ nhất là thành tựu ninja rùa Kéo một con rùa lên được cấp 10 Và thành tựu nắm khổng lồ Mình búp cái cây nắm Cho cây nắm Rồi vậy thôi các bạn Hôm nay tới đây thôi Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo